Không, Đổ mới dán chứ đúng rồi. em đổ trong này thôi, em dán lại đi không sao, em khoan trong em đổ được mà, khoan cái mặt này này, mặt đứng của này nè. Đổ cái lỗi giữa thôi. Không, Lỗi giữa. Ủa cái chân để đâu? Cái chân chân để đâu rồi đổ hay đó đi. thôi. Ủa, sao đây bên này lỗ vuông? Sao đây lỗ vuông mà bên kia lỗ tròn mà? Biết đâu. Đó, có gì ráp vô hết thử coi, lấy cẳng còn lại ráp vô đi Dương. Cũng quay gì thấy toàn cẳng với lông Lò chân qua thôi. lọc đúng rồi, Đúng lọc ở rồi. đó đó. Đấy gì? Thì cái này cũng không cần nữa mà nó chống hai cái góc này thì nó nằm ngay cái giữa cái đường cân đó, Đổ ngay góc đó đi. không phải đâu. Đổ đó. Rồi tiếp đi. Hai cái Tiếp đi, tiếp đi. khớp bốn. Nước đây này có này vô là dính được. thanh chiều nam. Nghe quá đúng không? Cái này rồi chưa thuốc đâu. Dương à, À đây có thể không nhớ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng Ê, cái lỗ này, cái lỗ bên đây, lỗ điện. Bữa đúng mà. Cứ đừng bị sai. Đó, thấy tại sao người ta làm tròn chưa? Hiểu tại sao người ta làm tròn chưa? Này, có cái shop nào phải dán lại nữa. Cái mông nó là tới cái ngực rồi. Cái đó không nó gì là nãy thôi thì để gã thôi chứ người ta đứng đẹp đi nhưng mà Thử cái rồi nó tới đâu? đâu đây đâu đây đâu đây gắn cái này luôn không tập gắn chịu phải cầm giữ chứ không có gã được đó thì đứng mỗi người đứng bên thì sáng này luôn. Không phải là do nó không chơi là chưa nó đưa mình biết chứ mỗi sợ tới không mày đó.
Mình là mét sáu mấy, mét bảy à? Em mét bảy ba, mọi cho về nó mét tóc. Tám mấy rồi. Siêu nhân. Này giống múa rối quá, đang dựng cái đó, muốn cử động là múa. Đi đèn đi sao lọc để đi sớm sao có giá lại chứ để làm cái xong tôi biết làm cả cái đó là chắc nó không chụp đâu. Giữ dưới này để cái tay dưới đây là được nè. Đây là siêu nhân mà ba thằng Vịnh. Ship đi cho tắt là ship kèm luôn ba đứa.